Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự cộng đồng từ South Carolina. Kính thưa quý vị, buổi hội ngộ đầu tiên của đồng hương tỉnh Quảng Đức cũ sau 37 năm lưu lạc được tổ chức tại Orange County, California vào chiều ngày 23 tháng 9 năm 2012 vừa qua. Buổi hội ngộ diễn ra thật giản dị trong không khí gia đình và tình thân Quảng Đức với gần 50 đồng hương đến từ nhiều tiểu bang. Tỉnh Quảng Đức được Tổng thống Ngô Đình Diệm thiết lập vào năm 1959. Nhà báo Lý Kiến Trúc diễn giả trong buổi hội ngộ đã nói về vị trí và con người Quảng Đức. Ông cho biết thêm. Cái vị trí của nó có những yếu tố rất quan trọng, nhất là về kinh tế mà chúng ta biết rằng là sau đây vừa rồi họ đã lộ ra là cái tỉnh Quảng Đức nó đã dung chứa những cái mỏ vô cùng quý giá mà tiềm tàng hàng tỷ đô la trong đó, nhất là về mỏ vàng, mỏ gang, mỏ đồng, mỏ bauxit, uranium và mỏ điện lực, tức là mỏ thác điện. Ở đó có những cái dòng thác rất lớn vĩ đại là xây thủy điện thì vô cùng quý giá. Nói chung là cái tỉnh Quảng Đức nó vô số mỏ mà những người sống ở trên Quảng Đức nó nhiều hàng chục năm không biết rằng là mình đang sống ở trên cái mảnh đất vàng, mảnh đất vàng. Nhưng mà đó cũng là một cái tỉnh chiến lược. Vâng, ví như đứng về phương diện kinh tế tôi vừa mới nói qua thì phương diện quân sự đó là một cái lĩnh vực mà quá sức quan trọng trong cái vành đai chiến lược Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây của Bắc Việt. Khi mà họ mở rộng con đường 559 từ Vinh vào để tiến công vào miền Nam thì cái vị trí của Quảng Đức mà cái địa đầu dưới tướng của Đức là Kiến Đức thì nằm sát ngay cái quốc lộ 14, và quốc lộ 14 đi qua bên kia biên giới chỉ còn có khoảng công chục cây số mà thôi. Đó là cái chỗ mà họ đặt bộ tổng tư lệnh của chiến dịch Tây Nguyên 275, đó là chiến dịch mở màn cho cái chiến dịch tổng công kích mùa xuân. Và từ chiến dịch đó đã tiến công từ hướng Nam để đánh mặt trận Ban Thuột vào ngày 10 tháng 3, tôi nhớ vào ngày 10 tháng 3, ngày 10 tháng 3 năm 1775. Chỉ có một đêm, một ngày mà thôi thì Ban Thuột hoàn toàn thất thủ, mà phải hướng tiến công của nó là từ Kiến Đức, Quảng Đức đi hướng Nam đi lên. Trong khi đó chúng ta vẫn bị lừa bởi một cái cuộc nghi binh là từ miền Cộng sẽ tấn công ở miền Bắc xuống, tức là tấn công từ Pleiku và Con Tum. Thì ngay cả Bộ Tư lệnh quân đoàn 2 cũng đã bị lừa bởi cái nghi binh đó trong cái mặt trận Ban Thuột vừa rồi. Cho nên là cái yếu tố quân sự của cái vị trí Quảng Đức và địa đầu là Kiến Đức nó vô cùng quan trọng trong cái chiến dịch 275. Từ chiến dịch này nó đi sang cái chiến dịch Hồ Chí Minh. Đến tháng 4 1975, sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, cùng chung số phận với thủ đô Sài Gòn, Quảng Đức cũng bị mất tên và trở thành tỉnh Đắk Nông. Nhưng đối với những ai đã từng sống tại đây trước năm 1975, thì hình ảnh và kỷ niệm Quảng Đức là những gì đáng nhớ nhất. Tôi thì tới Quảng Đức trễ, mà rời Quảng Đức thì sớm. Nhưng mà trong suốt 12 năm quân đội, cái tỉnh Quảng Đức, tiểu khu Quảng Đức, cái nơi tôi làm việc ngắn nhất, mà tôi nhớ lại nhiều nhất. Không có cái đơn vị nào mà, cái tỉnh nào mà quân nhân, nhân viên, nhân chánh với những cái dân ở địa phương biết nhau, gần gũi nhau, thương yêu nhau như là cái tỉnh Quảng Đức. Vì thế mà tôi qua đây rồi, tôi vẫn gắn bó với Quảng Đức, lý do là như vậy. Tôi là sĩ quan tài chánh, thì cái nhiệm kỳ của tôi ở đó không được lâu. Sau 2 năm thì tôi rời đó để đi về lên Nam Bình Thuộc làm sĩ quan tài chánh của trung đoàn 45, sư đoàn 23. Cái kỷ niệm nhất đối với tôi với tỉnh Quảng Đức và riêng với anh Hiếu là cái ngày mà cái quận Kiến Đức bị Việt Cộng bao vây, thì trung đoàn 45 với 53 xuống đó yểm trợ, thì tôi xuống tôi phát lương cái tháng đó, vô tối ngủ nhờ trong cái chi khu của anh Hiếu. Thì tôi nhìn là cái hình của anh Hiếu ở đây, tôi nhớ là cái Việt Cộng nó pháo kích mà chung quanh cái quận tiêu hết, chỉ còn cái gốc cây đó thôi. Đó, gốc cây bây giờ tôi nhìn là tôi nhớ. Đó là kỷ niệm nhất đối với anh Hiếu. Buổi hội ngộ Quảng Đức được kết thúc vào hồi 9 giờ tối sau khi ban tổ chức đúc kết
và đưa ra hai trọng tâm của buổi hội ngộ kỳ tới là tạo sự gắn bó thường xuyên, đông đảo hơn nữa và sớm ra mắt đặc sản Quảng Đức là phương tiện nối kết, kỷ niệm và ghi chép lại chút ít tài liệu về Quảng Đức cho thế hệ mai sau. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Qua Tin Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.